ăn á. Đấy, đấy con hai con đấy. To bằng nhau các bạn ha. Đấy, các bạn hãy xem nha. Rất là to. Cái này thì mình không biết tên nha các bạn. Nếu các bạn biết thì các bạn hãy bình luận và các bạn nhớ bình luận nha. Thì mình nói con thông người kinh thì mình nói được ranh được. Tại vì đấy đang trời mưa nha. Để nó xuống rồi nha. Một con lên, một con xuống. Đấy. Hai con mình nuôi các bạn. Mình bắt ở hôm bữa mình làm hôm bữa các bạn nha. Mình làm bữa đi làm bọc trúc nha các bạn. Con đỡ xuống rồi bán lên đẹp không, chất là đẹp. Mình nuôi các bạn nha. Thôi đợi mình nuôi à.